Ngày hôm nay có lẽ là được đèn xanh của FDA. Và đối với những người mà muốn mix về cái booster shot thì sắp có ở trên Hoa Kỳ của hãng Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Và đây là những người mà đã chích thuốc ngừa một loại, thì ngay bây giờ họ muốn chích cái booster shot loại khác. Telling ABC News, regulators will likely still recommend people get the same vaccine brand for their. Theo của những nhà chức trách thì họ cũng vẫn kêu gọi là chúng ta nên chích cái booster shot giống như cái thuốc ngừa của chúng ta chích từ đầu. Booster shot, but it won't be required. Và cũng không cần phải bắt buộc làm như vậy. Và mọi người cũng biết là thuốc ngừa của J&J nó giúp đỡ rất là nhanh. Và ngay bây giờ cho người ta nhiều cái lựa chọn thì đây là rất là quan trọng. Hổng rài có nhiều cái chứng minh đưa ra cho biết về những người mà chích thuốc ngừa của Johnson & Johnson chích một lần đó. Được chích booster shot của mRNA giống như của hãng Pfizer và Moderna. A limited study looking at antibodies, which is just one measure of protection, found that an extra shot of the same Johnson & Johnson vaccine boosted antibodies by. Và khi mà người đã chích thuốc ngừa của Johnson & Johnson rồi mà chích cái booster shot của Johnson & Johnson thêm một lần nữa, thì chỉ giúp đỡ cho nhân lên 4 lần thôi. J&J was boosted with Pfizer, antibodies jumped 35 times. Khi một người đã chích thuốc ngừa của hãng Johnson & Johnson rồi và chích cái booster shot của hãng Pfizer thì nó tăng lên cái kháng thể gấp 35 lần. And 76 times after a boost with Moderna. Với tỷ lệ chích của Moderna thì nó tăng lên là 76 lần. Some who got the J&J vaccine still want to stick with it for their booster shot. Và có một số người đã chích thuốc ngừa của Johnson & Johnson rồi thì họ cũng muốn đợi để chích cái booster shot của Johnson & Johnson thôi. Và theo anh đó nói giống như tôi đây đã chích thuốc ngừa một cái hãng rồi, tôi muốn chích thêm cái booster shot của một hãng đó thôi, đi một đường thôi, không có muốn thử những cái khác. Vaccinations are driving cases down across the country. Trong lúc này, nhiều người chích thuốc ngừa của COVID-19 cho nên đã được giảm xuống 50% tính hồi tháng 9 ngày 1 Tây ở trên Hoa Kỳ. Và có 10 tiểu bang ở trên Hoa Kỳ, chỗ đó lạnh nhiều. Có nhiều người ở 10 tiểu bang này, đa số là ở trong nhà tại vì trời lạnh. Và COVID-19 hiện tại ngay bây giờ đang tăng lên một lần nữa ở 10 tiểu bang này. Theo ông Dr. Peter, ông nói, tôi đây không có muốn thấy thêm một lần nữa vào cái mùa thu, số người bị nhiễm COVID-19 lại tăng lên. Hồi năm rồi đó, chúng ta nhìn thấy vào mùa thu số người bị nhiễm tăng lên rất là nhiều. Năm nay cũng có thể bị xảy ra như vậy. Và ngày hôm nay, những nhà chức trách và để ý tới về cái COVID-19 biến thể mới nữa. Descendant of Delta, AY.4.2. Đó là tên Delta, biến thể AY.4.2. Now makes up at least 6% of cases in the UK. Có 6% số người bị nhiễm cái COVID-19 mới này ở bên UK. COVID deaths just hit their highest point since March. Số người chết ở bên UK hiện tại ngay bây giờ tăng lên cao nhất kể từ hồi lúc tháng 3 tới bây giờ. Researchers here in the US are using genomic sequencing to. Theo của ở bên US thì họ dùng nhiều cách để mà coi về chuyện này. Identify and track new variants. Và họ coi về những cái COVID biến thể mới đang xảy ra. From the data that I've seen, có vài cái data mà tôi đang nhìn thấy. Cái mà AY4.2
Có 5 tiểu bang ở trên Hoa Kỳ đang bị nhiễm COVID-19, biến thể mới này. Có khoảng chừng 7 người đã bị nhiễm về COVID-19 mới này. 99.9% số người bị nhiễm COVID-19 ở trên Hoa Kỳ, đó là COVID-19 biến thể Delta. Và những cái người khoa học đang coi về cái chuyện mà COVID-19 mới này coi có bị lây nhiễm nặng hay không. Và ông Dr. Richard, ông nói chúng ta phải cần để ý tới, không cần biết là COVID-19 này là kế tiếp có đem ra về hại cho chúng ta nhiều hay không. Cho tới khi mà được nắm kiểm soát đâu ra đó trên thế giới, tất cả chúng ta hiện tại ngay bây giờ có thể bị nguy hiểm